Nạn nhân nữ 24 tuổi đang chơi trò đu dây qua sông thì rơi xuống nước và áo phao trên người rất già, khiến chị bị đuối nước cách bờ khoảng 40 mét. Ngay lập tức nhân viên cứu hộ của khu du lịch Bọ Cạp Vàng đã bơi ra ứng cứu, nhưng khi bơi gần đến nơi thì nạn nhân bắt đầu chìm. Nhân viên cứu hộ lặn theo nhưng do phán đoán sai hướng nên đã ứng cứu chậm trễ. Khi vớt lên thì nạn nhân đã tử vong. Hiện chưa biết nguyên nhân tại sao áo phao bị rơi ra khiến nạn nhân bị đuối nước dẫn đến cái chết thương tâm. Công tác cứu hộ trong trường hợp này cũng bị đặt nhiều dấu hỏi khi mà việc ứng cứu quá chậm, mặc dù vị trí không phải là có khó khăn hiểm trở. Khu du lịch Bọ Cạp Vàng ở Nhân Trạch, Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 25 km là khu du lịch có nhiều trò chơi liên quan đến sông nước như đu dây hay chèo thuyền.